và thông mỹ và thông lợi dứt mình nói đã nước làm bùn phạp ô rang ta kê sang thạc cá biết nước riêng cần thông bùn phạp túm thôn ta pa mình nói đã nước làm bùn phạp ô rang ta kê bạn ninh thuận hồ tập rạ và to cả ô rang biết ngã băng tôi chờ lên cá đảng canh trà xa rác tì riêng cần và ta cụ ngã kinh tế xã hội bác ba lây tỉnh hà rây và cụ lồn ôn thiên sanh tuấn sang tham minh núi tế nước tổ bắc palai râm phùng phước nam huyện thuận nam mong bố rụ vài mưu trù nắn tháp rụ phía vớt lòn a khanh tất bút cả anh nước ta cho phát ta lầm palai chừng dấu cậu cành trời ông thiên sanh tuấn sang tầng tập giá phải thông mít ba ta lầm cậu cành trời và tầng tập cụ truyền khuyến học nhu phía giao thuấn sang thầy tòng cả anh nữ ta cho ta làm cậu cần chịu khó náo bại minh trù ra kế biết vớt lòn rụt ngã ô ra ní trên quyên học bạn ta làm cậu ốm hù lú lư mư u rang tặng ăn ăn lý mư biết ngã cà rung ăn ca chiền tục ní nắn hù tập ban lúc cốt đồng mấn ăn ca chiền ní giao thun sáng a lên chiền cà thùm ra tú anh nữ ta cho bạn ta làm cậu trầy, bạn cả bạn thang bại a bí ta làm gia. Thưa Dương Tuấn là thay đăng tư phẩm đồng uy tín làm lây, ông ngạc cựu bụi ghệ nhạc thạp bụi năng, tớ mừng bụi thanh thanh tớ mừng bụi thang tăng bụi xã hội, ông ngạc lùi tức vũ luôn, và bụi lây ông ngạc thành công, và bụi quyền học phương tài năng lây, tộc họ, tức là ông đã thường xuyên động viên, nói là nào là bài à học tập, rồi hu khuyên học khuyên tài vừa hệ thay học cho giờ hu khen thưởng rồi thay học chưa giờ động viên rồi thay đều học tân nơi tân trốn tập nhà biểu ngã bạ cà vòm u rang ta ha prom thun bạ tà lầm phẩm phước nam thông cà vòm u rang prom thun bạ bà lầy rằng ông thiên sân tuấn tọ ngã rụ ca mặt trắng thông tha u rang ngã rụ bạ ca hợp tác xã băng ngôi vần lệ qua bạ phẩm phước nam tình yêu rút náo tạp ba và to tạc cài đôm thông án nữ bị mỹ ba tà lầm ba lầy ngã xám tùm cách thà lót đáng thông cân trà bớt tập dạ ngã ra kế tùm tập bùn thế băng ăn ngôi bạc ngọ bờ trun ôn tỏ bắc cầm thông phẩm ba lầy ngã tùm tập bùn thế xa lý bùn ba lá giòn lặng ngã á mô tùy tập bùn thế tha cái tạc của lưu mưu trun tà lầm nắn hô tập bùn thế băng á mô rong ngọ tần nữ và là vật trời riêng bản thân và đã ngã phục xã hội làm lê trăm ni là phục tùng thôn ni mai do nên như là bắt đầu ngành kế chẳng hữu ngã do nên trước mạng thanh ni là bắt đầu ngã ban phong tục ngã người uy tín ngã chi hội trưởng người cao tuổi làm nên là phía bản thân và phía giúp ít ngã lây mla phía phát triển hơn nhất là vận động từ đi qua làm lây về nông thôn mới rồi không giải quyết vấn đề của làm thôn những hòa giải các đơn thư khiếu nại của Mỹ Ba Canh thầy vớ là về vận động nhân dân là thực hiện văn hóa ở khu dân cư và không vận động nông nghĩa vụ tức là tình hình nhà nước anh đã lập lại hay mà nào vận động các gia đình và phía ca thù Mỹ Va lại cái nước tham gia nông nhiệm vụ quân sự tây hoặc vận động tức là Mỹ Va ngã chừng cánh đồng lớn và phía giải quyết môn nước canh đạt kết quả xa hơn. Ô rác ní bà lây râm tòa phùm phước nám tòa bớt tập dạ ngã tùm rũ tà ra bà lây thông ngã chả là nào mai phía sau. Ông thiên sanh tuấn tục a lấy chừng nào ta lầu ta lập rụng ngã đồm thông a nữ bị mỹ vá bạ ta lầm bà lầy bú rưng ra va trầy trên bát tài bếp bát cầm thông canh trà ngã xám tường tiêu chi các ta ra bà lầy bà lầy bà chừng cả doa giáo nan nhớ lỗ trà làn nào mai bạ ta lầm bà lầy sang hô ngã bê tông cả chập ra lỗ trà làn nào mai ta lầm bà lầy hù ngã vỡ mình như ta thông hù chạy camera mong yếu mị và nào mai ngã cá trần lạt nào mai hà rây sang hồ chi chi môn tung y là ngã chịu làm xã hội rất nhiệt tình bắt
cứ chủ kỵ đều tham gia biết. Nhưng người cao tuổi về ông tham gia nông dân này, nông ông tham gia ban phong tục, ông tham gia nhất là ban phong tục, ông đó là nghề kế toán trên tòa bất thủng thôn này nhà phụ rất tham cư. Hôm nay là rất tin tưởng của ông xây dựng nông thôn mới, ông chẳng hô tích cực tham gia biết làm xã hội này. Nói chung làm nêm la ni là ông lập đất nhiệt tình kêu gọi tham gia làm nông thôn mới. Ngõ tòa bút thôn ngã tà làm cả vô mong biết đặt bắt ba bà lầy. Dẫu năn nhớ ông Thiên Sơn Tuấn thao hô áp bí đặt bắt ba tà làm bà lầy. Ông sang đồm thông mít và khí lý mít bằng y lý mô cơ xa mũ cây trầy chạy vớt. Liên yêu nắn, ông chứng tỏ trăng tắp dạ bà cơ tùm cả đá cả đế mừng rụt mỹ và tài lầm bà lấy tốt ngã bằng cọ cả đá. Trình nâng răng, tức là rụt thà, thà răng trầy thảo ô tỏ, dạ ni là bà đầu trầy đã từng thâu, dù năng như là từ mừng lúc hồ clap rụt nhà nước, từng thun năm 80 tuổi mai, thì mai tỏ thang, thì ngã kỹ ngã tức là trầy giúp đỡ, mềm la, và tâm mềm la như xam, tức là khả năng trầy tù lây, tức là bà biết tâm huyết, tha là phụ gia đình, mình phụ xã hội, nên như là mình phải phá vỡ, tức là phụ xã hội, phụ gia đình, và mình ngã băng ô hưu lương phạm, đó là cái tâm huyết, nguyện vọng, và đôi hông và bà biết hình bà nữ môn, thầy ai, mềm la, nam tăng làn xam. Xã Phước Nam, Đông Trung, các thôn dân tộc Đông Điên, người uy tín, theo nhiệm vụ, theo chủ trương đã tham gia hội họp ông thôn xây dựng về vấn đề phát triển kinh tế xã hội Đông Trung và nhiệm vụ công tác người uy tín Đông Riêng làm năm xã Phước Nam hôm mưa thôn dân tộc Chăm và hôm mưa đại biểu người uy tín tụ ngã là tôi nhiệm vụ thứ hai vợ là đại biểu tiêu biểu là ai Thiên Sanh Tuấn với uy tín thôn Vân Lâm 2 đã tham gia các mặt phong trào vận động tuyên truyền bà con nhân dân đặc biệt là dân tộc thiểu số tham gia về chấp hành chủ trương của Đảng chính sách pháp luật nhà nước về tất cả an ninh trật tự kinh tế xã hội làm năn liên quan với là vấn đề dòng họ khuyến học nên là tiêu biểu tại xã Phước Nam. Mẫn thao rang hô ra lô sàn tại lập rụng ngát. Ông Thiên Sơn Tuấn sang hô ô ráng hô ra một núi uy tín tại lầm Phạp Bình Nị Bà Lai Châm. Nhu ngã cá, tùm tóc bún thế cớ xám bà lấy bà lá hà rây sang hô cớ xám mơ. Nhu tầy tòng, rụ ra lô, cà rụ bác ngã ngối bà tại lầm bà lấy răm, hà rây sang chạ rô gà tăng vớ. Bà thông mỹ và thông lợi dứt, ông tuần sang tha chức sắc thì ô ráng châm, hô lầm rụ ngã đi trà. Ông tuần tôi mơ chết lại cái nơ, bác bà lai chăm tổ bác nâng cần, hô ông tuần biết bà to cao ra ngã, rang lầm thang nọ. Cách thả tuốc rương y lê mô chăm hà rai này, khuôn thả lạ, tạ à mít và thâu tánh rụ ngã thêm ông tuần lầm rai tiểu, ô rang chăm bác ninh thuận. Ông Thiết Văn Sĩ thao rang bì sầu hữu đông có, tạ cụ mư tuần, sang bà lại thâu. Biết hữu đông có, tặc cụ mà tuần giáo ni tượng mô rang giáo ôn sang hu ra lô thun bình làn nào tỏa thâu bình y lê mô bà rang chăm chừng giáo ôn nắn tha u rang thâu tan nách tùm rú to kinh năng bà rang nấn chừng giáo vô cạch tệt chừng tha u rang mà tuần tròi ôn si sang nào tạp bà ra lô thun bình làn thâu bà linh bà tròi ta làm nắn hu rú thâu tạch bách a à khăn chấm thông thâu ra lố tạch bách và ràng trầy. Này đây là y lê ngã ổng tuần nên chừng nhục ba lô lô dây đảo ăn y lê là y chế ngã ổng tuần là phải chịu khó là y nào học khăn học bố y nào qua chỗ này chỗ thế ha như chừng tuần y nào mong yếu ví dụ giang ngã ổng phân ví dụ giang ngã ổng trà ổng phân dụng phân nào tìm hiểu khăn phân khăn tuần là lô khăn đào lại thà khăn ô thà thư khăn ô
cái năn là chạy phải nào tìm hiểu nào thằng cụ này thằng cụ thế chạy tìm hiểu y lại yêu biết cả chạy yêu là biết cả chạy vợ biết ngã vợ cái hiện tại ta làm tốt sang hù đồng có chừng thao rang một tuần bên giáo ở đây ông thích vân sĩ chừng mai bắt thang một tuần hán quân phá và lấy hàm mưu tàn răn phòng phước hữu huyện Ninh Phước biết vài mức rù a khăn trăm thao tông kinh nặng và nâng nâng bà răng trăm tôm rất cầm và nâng nâng lo ông một tuần tón ta làm hà rấy ghi trà và răng trăm sang ông xí chịu khó tôi mức rù hậu tục mức rù đội 15 bấn thâu a bí ý năn là ngạn tuần năn là ngạn là giấc là khăn là lù lô khăn là khăn tuần là tìm hiểu lù khăn lộ dọn là tha khăn lô đồm và đồm kế đủ thư chơ lại khổ là tha khăn lô nga ý năn là đồm là ngạn tuần đi hay ngạ là hay chịu khó ngạ là phải lệ nào tìm hiểu nào bán đi và thế chơ là hủ lệ thọ là tha chỗ bi lệ chỉ tìm hiểu thâu lòng lấy chỉ tìm hiểu ông cha hồ giáo qua chạy nào tìm hiểu tôi cú các cụ bà chạy nào vì nó yếu ngậm phân hiện nay lạ rất là bùi mà tánh thằng ông tuần lấy cái lạ thông biết ba thau là làm chức sắc chăm chày thì tủ rượu ngã thịt bắt làm chăm chày làm phân sau này nữa muốn mai tánh thằng ông tuần thì ông tuần rượu ông tuần ăn thì ông tuần đôi lại rượu ông tuần lại chăm chày yang pro yang tra ngạ pro ngạ po pro po tra ngạ po ka po tau thì ông tuần nghiệp nên nhiệm vụ ông tuần và ngạ yang ka ka po pro tra nên chăm phải hu pro hu tra là mong tổ tiên đấy chứ ông tuần là yang ngay ngay thân tiếp phục vụ ka play cần ka thật bắt nên chăm thầy từ đại từ khi nào đan nên như nói ông tuần thì phần đương ông tuần đi tiếp phần đương là kêu ông tuần nhé này rùa ông tuấn nhất bình đương đi khi ông tuấn nó ngã kệ ngã ca và ca cha ngã ca kiệu phải ô bình đương là rùa ông tuấn vợ rùa ông tuấn hé ông tuấn bắt bình đương ca răng quyền tông nặng ông tuấn bình đương là rùa gầm rùa nặng luôn thì ông tuấn nên hé ngã tan rùa ông tuấn nên phải ô bình đương ô nặng ô thân nai và lấy ca lạ không thông mỹ và thâu là cái vật ra nâng làm vai trò của nhu làm tịch ngã trăm là chưa lay ông tuần khi ngã rũ ca nữ trăm ăn ngã trà prong hành trà khiếu phải hô vật nâng khi vật nâng ông tuần ngã rũ phải hô vật nâng ba cô ca nặng hô toàn tôi hô ấy ông tuần ngã phải hô vật nâng như thế này vai trò vật nâng này là prong luôn vẫn đương là cứu ông tuấn vợ, vẫn đương là cứu ông tuấn vợ. Giờ nãy là kệ ngã ông tuấn phải không vẫn đương. Ông tuấn lay bắt vai trò là làm vai trò nên là ông tuấn lay phải không vẫn đương. Khi ngã phụ cả giang pro đang tao ăn ngã thiếu ăn trà rây vẫn đương phải không ông tuấn phải không bà vẫn đương tôi.